Quý vị thân mến, trong nhiều năm làm tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ, giới thân cận của Diệm không ai nghe thấy ông ta dù chỉ một lần nói về chuyện đàn bà con gái. Cho tới nay, dư luận vẫn cho rằng Ngô Đình Diệm là một người đàn ông bất lực. Khi nói chuyện với đàn bà, ông Diệm thường tỏ ra đỏ mặt tía tai như e thẹn. Lại có người cho rằng ông Diệm ái nam ái nữ, tính tình bất thường nên hay cáu gắt và làm những điều không ai lường trước được. Vì vậy, Diệm không có lấy một người vợ và phải sống độc thân cho đến ngày tạ thế. Chúng ta cùng tìm hiểu về góc khuất đời tư khó nói này của Ngô Đình Diệm qua những lời kể của nhân chứng cùng thời trong video sau đây của chúng tôi. Người hầu cận Ngô Đình Diệm tiết lộ nghi vấn, ông Diệm ái nam ái nữ. Ngô Đình Diệm là tổng thống do Mỹ dựng lên vào năm 1954. Năm 1963, Mỹ thấy lá bài Ngô Đình Diệm không còn tác dụng gì. Hơn nữa, anh em nhà họ Ngô lại thực hiện chính sách độc tài gia đình trị. Vì vậy, Mỹ và CIA đã thuê mấy tướng tá Sài Gòn làm đảo chính, lật đổ chế độ nhà họ Ngô và hạ sát anh em Diệm. Sau này, nghi vấn về giới tính của cựu tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ Ngô Đình Diệm là một câu chuyện hấp dẫn, được báo chí và dư luận đề cập rất nhiều. Đến nỗi, một số nhân vật tai to mặt lớn của chính quyền Sài Gòn cũ và thậm chí cả chùm CIA ở Sài Gòn trước năm 75 đều dành một phần trong hồi ký để nói về chuyện này. Trong những câu chuyện tình yêu của Ngô Đình Diệm, giới truyền thông khi đó đưa ra hai nghi vấn lớn. Ông Diệm là người đàn ông bất bình thường về tính dục hay ông Diệm bị xuôi cò, trên bảo dưới không nghe. Ngược lại, có những nhân chứng quả quyết, ông Diệm từng có tình nhân và đã có một con trai với một người phụ nữ Nam Bộ không hôn thú. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ mới dừng lại ở mức phỏng đoán và nghe gián tiếp, chứ chưa một ai có đủ tư liệu để khẳng định. Theo đó, chính cố vấn Ngô Đình Nhu là em trai thân tín nhất của ông Diệm cũng đã từng một lần tiết lộ. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi hay trong sinh hoạt hàng ngày, anh em vẫn kháo, nói bông đùa với nhau cho thư giãn đầu óc, thoải mái tinh thần hoặc cho vơi đi nỗi nhớ vợ con. Tuy nhiên, khi Ngô Đình Diệm vừa đến thì mọi người sẽ tản ra, bắt tay ngay vào làm việc. Bởi ông Ngô Đình Diệm có thể ngồi nói chuyện liên miên hàng giờ đồng hồ với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng không thích nghe những chuyện đàn bà con gái mà cánh đàn ông thường bàn luận. Sau vụ đảo chính hụt vào ngày 11 tháng 11 năm 1960, có một luật sư của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã buông lời bình phẩm về Ngô Đình Diệm trong lúc đang ngà ngà hơi men như sau. Ông cụ, tức Ngô Đình Diệm thì liệt. Ông Nhu coi bộ suy thận, cho nên bà Nhu mới tha hồ tung hoành, khống chế theo cái luật âm thịnh dương suy. Còn giới bình dân thì lại rỉ tai nhau theo những câu chuyện mang tính trào phúng theo kiểu bình dân. Bí mật thế kỷ. Trước khi Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam, CIA có hai cơ sở hoạt động tại Sài Gòn bao gồm trạm CIA, thường gọi là trạm chính quy, đảm nhiệm các hoạt động chính của CIA, và trạm thứ hai được gọi là trạm Lansdale, bao gồm các cố vấn, nhân viên ngoại giao hoạt động ngầm từ bên trong tòa đại sứ Mỹ, dưới quyền chỉ huy của chùm tình báo Edward Lansdale. Lansdale có nhiệm vụ giúp Ngô Đình Diệm xây dựng nhà nước dân chủ trên vùng lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở vào, làm thành trì chống cộng tại Đông Nam Á. Vì vậy, ông này là nhân vật rất sát sao và thân tín với Ngô Đình Diệm nói riêng và với cả nhà họ Ngô nói chung. Trong hồi ký của mình, ông ta từng để lộ về chi tiết liên quan đến những thói quen riêng tư, không được nam tính của ông Diệm như sau. Khi tôi đề nghị với Diệm về việc đi nghỉ mát ở bờ biển, Ngô Đình Diệm không chịu đi. Dù Diệm không có ý kiến rõ rệt, nhưng gia đình Diệm ai cũng hăng hái với đề nghị này. Chỉ vì không muốn phá bỏ bầu không khí vui vẻ của mọi người trong gia đình, nên đã đồng ý đi nghỉ cuối tuần. Dẫu vậy, nhìn về mặt Diệm chẳng thấy hài lòng khi đưa ra quyết định đó. Trong chuyến đi ấy, cận thần đã mang cho Diệm mấy cái quần tắm, nhưng ông ta không thích dùng mà chỉ dùng đồ lót của mình. Nhiều người rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Diệm chỉ mặc loại quần lót dài thời xưa, dài quá đầu gối. Tướng Việt Nam Cộng Hòa Trần Văn Đôn là chỗ thân thiết với nhà ông Diệm, cũng là nhân tình của bà Trần Lệ Xuân. Đã kể trong hồi ký của mình rằng, những buổi tối rảnh rỗi, Ngô Đình Diệm thường gọi một số người thân cận và Dinh để ngồi nói chuyện chính trị, chuyện riêng tư của ông cho họ nghe. Có ba người thường được ông Diệm gọi vào là tướng Lê Văn Tị, Trần Văn Đôn và Văn Thành Cao. Có những khi ông Diệm nổi hứng, muốn tâm sự thì kể cả nửa đêm ông ta vẫn cho người đi gọi. Ông Đôn kể là những chuyện mà ông Diệm thường tâm sự buổi đêm khuya, đó thường là hoài niệm đời tư,
kiểu như mối tình đầu với tiểu thư Trang Đài, là con gái út của quan Tuần Triều Nguyễn. Cô tiểu thư này đã đi tu trong một dòng tu kín ở Sài Gòn, nên sau này ông Diệm tự dưng cảm thấy ngán lấy vợ, nên chỉ sống độc thân cho đến lúc về với bên kia thế giới. Về câu chuyện mối tình với tiểu thư Trang Đài thì người rõ nhất là cụ Tri Phủ Ngoạ Thế Cầu. Cụ từng là bạn học thuở nhỏ của Diệm ở Huế, cụ Cầu kể. Đó là tiểu thư Trang Đài. Qua cái nhìn đầu tiên thì Diệm đã thấy Trang Đài đẹp, với khuôn mặt nàng tỏa ra vẻ thánh thiện. Mỗi lần thấy Trang Đài là Diệm thường bối rối. Lâu dần, gặp nhau mãi rồi quen nên cả hai không còn rụt rè ngại ngần nữa. Sau khi học hết trung học, Ngô Đình Diệm được gia đình cho ra Bắc học nên Diệm và Trang Đài chưa nói với nhau chuyện yêu đương. Nhưng trong ánh mắt hai người như đã có gì quý mến nhau. Trong lần gặp cuối, hai người cũng không thề non hẹn biển mà chỉ ngỏ lời tạm biệt. Và hẹn với Trang Đài là khi nào học xong có dịp trở về Huế sẽ tới thăm. Nhưng sau khi ra Hà Nội học trường hậu bổ, rồi ra trường đi làm việc thì Diệm chẳng có thời gian. Còn tiểu thư Trang Đài thì đã đi tu trong một dòng tu kín ở Sài Gòn. Trong hồi ức của cụ Cầu thì ông Diệm rất nhát gái từ cái thời đương là sinh viên trường hậu bổ. Có lần Diệm đang ngồi đọc sách trên lầu nhà thì có mấy cô gái Huế đến chơi. Cứ tưởng cậu ấm Diệm giống các thanh niên mới lớn khác, thích trêu đùa chọc ghẹo nên mấy cô gái đã mạnh dạn trêu chọc, môi chai cậu ấm. Bất ngờ là Ngô Đình Diệm bị trêu thì bỗng đùng đùng nổi giận, mặt mày cau có, đứng trên lầu mà mắng xuống các cô gái. Con gái gì mà hư thân chắc nết như rứa. Từ hôm ấy hàng xóm xung quanh đồn thổi, rồi tin đồn lan cả vùng Phú Cam, rằng cậu ấm Ngô Đình Diệm sợ đàn bà con gái. Mãi sau này khi trở thành Tri Phủ Hòa Đa, Tuần Vũ Phan Thiết, người ta vẫn không thấy Ngô Đình Diệm đoái hoài gì tới chuyện lập gia thất, dù rằng có rất nhiều gia đình quan lại danh giá lên tiếng gả con gái cho ông ta. Tới năm 1948 khi Diệm bước sang tuổi ngũ tuần, những người thân cận bên cạnh ông ta không ai nghe nói gì về chuyện đàn bà con gái nữa. Có lẽ do phần vì nể sợ Ngô Đình Diệm cho nên những lần trò chuyện với ông ta chẳng ai dám đề cập tới chuyện này. Thế nên trong ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày, người ta dễ nhận thấy Ngô Đình Diệm không được thông thạo về lĩnh vực tình ái, phụ nữ, đàn bà. Rồi dần dần, mỗi khi nhắc tới Diệm, người thân cũng như cộng sự của ông ta chỉ coi ông như một người đàn ông đứng riêng trong một thế giới không vướng mắc mùi tục lụy. Đến khi trở thành tổng thống của chế độ Sài Gòn, mà thậm chí là mãi đến cả lúc ông ta bị đảo chính mất mạng, nhiều người lại càng hồ nghi rồi khẳng định chắc nịch rằng ông Diệm bất thường về sinh lý. Xoay quanh việc này, giới tri thức lại đem ra phân tích, giải thích theo sách vở. Khi Diệm còn đang đương trước thì không ai dám ho he. Trước khi Diệm vừa qua đời, báo giới Sài Gòn khi đó liên tục đưa ra các giả thiết xoay quanh chuyện thâm cung bí sử của Diệm. Ngày ấy có một bài báo trên tờ Thẳng Tiến của giới công giáo khi đó do tác giả có bút danh là Tú Gàn đã quả quyết rằng sau khi hạ sát anh em Diệm Nhu, tướng Dương Văn Minh, người cầm đầu cuộc đảo chính, cũng tò mò và ra lệnh vạch quần Diệm ra xem có cái đó không. Nhưng khi mục kích tận mắt thấy Diệm cũng là đàn ông bình thường thì quay ra bỏ đi, để lại đám sĩ quan đứng nhìn nhau tủm tỉm cười. Mặc dù không có mặt vào thời điểm kể trên, nhưng ông Nguyễn Hữu Thùy là người hầu cận tin cẩn suốt thời gian Ngô Đình Diệm làm tổng thống chính quyền Sài Gòn cũ thì lại xác nhận ông Diệm là người đàn ông bình thường về mặt cơ thể. Ông Thùy từng kể với báo chí rằng năm 1962, trong vụ hai phi công Việt Nam Cộng Hòa đảo chính ném bom vào Dinh Độc Lập, chính ông Thùy là người đã dìu đỡ ông Diệm xuống trú ẩn dưới gầm giường. Thường ngày ông Diệm khệnh khạng uy quyền bao nhiêu thì khi có tiếng bom nổ ông rét run, rồi đúng như câu sợ xón đái, đứng lên không vững. Ông Diệm phải dựa vào ông Thùy để thay quần, nên ông Thùy có dịp nhìn thấy rõ, ông Diệm không có khiếm khuyết gì trên cơ thể cả. Cũng chính vì Ngô Đình Diệm không có vợ con nên mọi sinh hoạt hàng ngày đều một tay người hầu là ông Thùy đảm nhiệm. Và theo ông Thùy thì từ quần áo đến những vật dụng khác của ông Diệm đều như những người đàn ông bình thường. Chỉ có điều, đúng là ông Thùy không thấy ông Diệm có quan hệ mật thiết với người phụ nữ nào. Nhưng có thể do một nguyên nhân khác, đó chính là đứa con rơi mà Ngô Đình Diệm dùng từ hòn máu tội lỗi. Đương thời người ta cũng đặt thêm nghi vấn về mối quan hệ bí mật với em dâu Trần Lệ Xuân. Vì bà Trần Lệ Xuân nổi tiếng là người đàn bà lẳng lơ với những câu chuyện phiêu lưu tình ái thời Việt Nam Cộng Hòa. Khi được hỏi về vấn đề này thì ông Nguyễn Hữu Thùy cũng không nói cụ thể, vì bản thân ông khi làm hầu cận cho Tổng Diệm
không dám tỏ ra quá tọc mạch mấy chuyện như thế, kẻo rước họa vào thân. Tuy nhiên, theo ông Thùy, nếu có chuyện vụng trộm thì không thể trách ông Diệm, vì ông Diệm là người đàn ông bình thường, lại cô đơn chiếc bóng, thì có ngã gục trước người đẹp là không tránh khỏi. Có dạo Trần Lệ Xuân chế ra mẫu áo cổ thuyền hở hang từ cổ đến vai, thì ông Thùy có nghe mẩu đối thoại giữa Tổng thống và bà cố vấn như sau. Thím không nên mặc áo để hở cổ ra như vậy. Trời Sài Gòn nóng quá, em mặc vậy cho mát, anh đừng lo. Ông Phạm Văn Nhu là bạn học thời nhỏ của Diệm ở đất thần kinh. Sau làm giáo sư và làm dân biểu thời đệ nhất Cộng Hòa, rồi giữ chức chủ tịch quốc hội chế độ nhà Ngô, cũng từng kể lại. Thuở nhỏ ông và Diệm thường tắm chuồng ở sông An Cựu, thấy ông Diệm cũng bình thường như mọi thanh niên khác, không hề bị dị tật ở cơ thể. Em trai út của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn thì kể. Ngay từ hồi còn niên thiếu, ông Diệm đã không thích gặp hay trò chuyện với bất cứ người đàn bà con gái nào trừ mẹ và chị em ruột trong gia đình. Cứ mỗi lần có ai tới thăm mà đem theo con gái là y như rằng Ngô Đình Diệm lẩn mặt, khó ai mà có thể thuyết phục ông ta ra chào hay tiếp khách. Mọi người trong gia đình thấy Diệm đã lớn tuổi nên ra sức khuyên bảo và nhiều lần bàn đến chuyện vợ con cho ông Diệm. Nhưng lần nào cũng vậy, ông đều gạt đi rồi giải thích theo lý riêng của mình. Tôi còn phải để thì giờ, ý chí, nghị lực làm nhiều việc trọng đại khác, chứ không thể phí phạm cho một người đàn bà. Thế mà chẳng hiểu sao, nhiều người vẫn cho rằng Ngô Đình Diệm là người ái nam ái nữ và không thể quan hệ được với phụ nữ. Có người còn tò mò, tới cả tiệm may tên Chu ở đường Huỳnh Thúc Kháng, nơi ông Diệm thường tới may quần áo để hỏi xem thực hư thế nào, thì ông chủ tiệm may này cũng khẳng định, khi đo quần cho ông Diệm thì ông cũng để ý kỹ và thấy chỗ ấy của Diệm cũng bình thường, không như những điều mà mọi người xì xầm bàn tán về của quý của ông Diệm có dị tật. Quý vị thân mến, sau khi chế độ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, người ta đã thêu dệt nhiều câu chuyện về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nào là Diệm ái nam ái nữ, nào là Diệm có tư tình với cô em dâu Trần Lệ Xuân, vợ của Ngô Đình Nhu. Theo một số nhân chứng thân cận, thì chuyện Ngô Đình Diệm có một đứa con trai với một người phụ nữ bí ẩn là hoàn toàn có thật. Ngoài ra, ông Diệm còn có một mối tình rất sâu nặng với một người con gái Huế, trong một chuyến đi bí mật đã tìm gặp lần cuối người con gái này tại Sài Gòn. Thực hư những câu chuyện đời tư của ông Diệm thì chưa ai khẳng định chắc chắn, chúng ta chỉ có thể coi nó là những câu chuyện phiếm trong lúc trà dư tửu hậu mà thôi.